Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang ở chân góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa của mình Phúc Kháng nha các bạn, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất các bạn. Kế bên đối diện trước mắt mình là một cái xe bán của chị Oanh các bạn. Mình thấy mình đi làm về, mình đi ngang đây mình thấy các bạn cái xe rất là hấp dẫn luôn. Đây quán chị Oanh còn có là 7 ngày để nói các bạn, nhưng mà bên đây mình thấy là 7 ngày để chính nói các bạn. Hôm nay là thứ tư, chị Oanh bán hủ tiếu bò kho và bò viên nha các bạn. Dạ chào chị Oanh nè. Hôm nay mình bán bò viên với hủ tiếu bò kho, mình vẫn mở cửa 10 giờ, mở bán 10 giờ hả chị? 10 giờ em. Dạ. Chị Oanh bán 7 ngày để món, tổng cộng 90 món đúng chứ? Ở đây mình thấy 90 món luôn các bạn. Đây thịt đàn đúng như mua các bạn. Ở bên góc bên đây thì có cái cây các bạn, nên là khách đến đây ăn rất là mát luôn các bạn. Có hả? Cái này là giá bao nhiêu một tô chị? 40 em, 40 k nha các bạn. Này rẻ chưa? Là 50 cho bả nha, quên đây. Cái này chung hơi riêng nè, riêng xương. Xương à? 50 k hết nha dù anh. Xương non. Xương non. Xương non bò đi đi chị, hai hộp đi chị sắp cháy vậy. Là hộp này với hộp sau là chung với nhau. Ở đây mấy em sinh viên của trường Cao Thắng các bạn đang ra sơ đông, xong rồi anh chị em đang tập các bạn. Hồi giờ nói chưa là ra đây 10 giờ chú Quanh bán tới 3-4 giờ hết sớm, nghỉ sớm đó các bạn. Con không xương luôn. Thấy sức thêm quá. Dạ. Mấy đứa này nó mê cái thao của chị. Anh đi xuất sắc anh ơi. Chị biết sao người ta xin thêm không? Tại mình làm ngon. Không, chị Oanh đang giỡn với tụi nó. À dạ dạ. Này con cháu em cũng đang giỡn luôn. Bỏ ra của con chứ. Cái này của con nè, nhiều bánh nè, con ăn gì xương phải không? Bò giống bò viên với lại xương. Dạ ok. Xương ngon. Tao đang có chung con bò. Đúng rồi. Đây khuyến mãi luôn. Mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi chị Oanh? Chị bán 20 năm rồi cơ. 20 năm tại góc ngã tư này luôn nha các bạn. Giờ chưa tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ rất là nắng, nhưng mà ở ngã tư này có cái gốc cây các bạn. Rất là mát luôn. Cái này có rau á. Dạ, cái này không rau nè. Để gì nữa? Cái gì nữa con? Rau đầu tiên đi. Dạ, con rau đầy đủ đó. Quan khoảo luôn à. Dạ, xương với bò viên. Dạ. 50. Xương với bò viên. Lấy xương cho bao giống kho chị. Ngon lắm, cục nào cũng ngon á, quanh chặt ngon lắm. Dạ. Đó, như tách mỡ nha. Dạ. Giờ chị Oanh mở cửa là 10 giờ các bạn. Giờ này tầm khoảng 10 giờ rưỡi. Nên là anh chị em quan trọng thì chị cũng chưa có tham gia để ăn trưa các bạn. Sinh viên cũng vậy. Tầm khoảng 11 giờ, 11 giờ rưỡi là gấp lại. Vậy được không? Dạ. Ủa em ăn bún hả? Dạ em ăn phở mà. Ăn là ăn là phải lấy đường vô nhà nghe chưa? Đừng ngon quá lấy đường về nhà đó. Không có thành. Ở dưới rồi. Đó rồi. Giờ bún nước lèo nè. Mình còn bán trên app không chị Oanh? Còn nhưng mà chị tắt app rồi em ơi, tại vì chị làm không xuể. Đông quá là không xuể. Còn uống tiếu bò kho về đúng không? Bánh mì bò kho. Bánh mì hả? Rồi. Em là bị ghiền cái này của chị Oanh hả? Đúng rồi anh, cái này ngon lắm anh. Rồi, cảm ơn em. Trời ơi, quá. Đây là nước chấm nè các bạn. Ở đây là ớt nè. Đây là ớt tươi nè. Anh đã vô mấy cái này sẵn cho khách đang về tới anh. Đúng rồi, rất là sạch sẽ luôn nha các bạn. Bên kia chị bán, cô bán, bên đây anh làm nước chấm. Cái này là nước tương hả anh? Tương. Tương đen mình hả? Tương đen với tương đỏ, đậu dạ. Tương. Còn cái này là sa tế hả anh? Sa tế. Sa tế các bạn.
lúc nào cũng được quay qua thì luôn bạn. Buổi trưa là sẽ đông đông cứng luôn. Góc ngã từ bên đường Tây Nguyễn về đường Tây Nguyễn bên đây là đường ở khu vực nút này là cũng còn rất nhiều. Nó bỏ mấy cái bịch này về kêu có sẵn không đó. Quay hình của anh bạn. Sướng quá được lên lên luôn. Lên hoài, lên quay hoài luôn. Kỷ niệm rồi sau này về con cháu thấy thời quan liệt của chị Quang là sao chứ. Hủ tiếu mì coi như thế nào. Rồi đi con, chị Hoàng nhịp em cái con. Sinh viên nghĩa mì gói phải không? Mì gói ăn một kho bà chị. Con nấu tới ngày sao mà tới bốn. Đây đây có rồi, có em trai chớp đi được. Dạ bố đọc lại giùm con đi. Tất cả là 6 con nhưng mình 5 con bỏ chung một con bỏ... Biết rồi nhưng mà bà kho hay bò viên? Đó, bò viên không rồi. Rồi 5, 6 con hủ tiếu, 5 con có chung, con có riêng. Mì gói ăn gì? À, mười ngàn, 35, 45 đi anh, em. 45 thế là 55 ơi. Lợp. Có này 55 là lợp. Ở đây các bạn không ăn hủ tiếu, các bạn đổi qua phở, hoặc đổi qua mì gói, còn đổi qua bánh mì cũng được nha các bạn. Đồng giá luôn. Thôi lại bên này 55 ngàn nè. Anh ăn đưa mẹ mì. Con trai. Cái này 55 ngàn bên này. Muỗng đũa. Lấy mẹ muỗng đũa chứ tôi nghe. Anh bút qua lấy luôn đi. Tiếng cương luôn anh. Có em một hủ viên nha. Rồi rồi rồi, xíu ha. Rồi, cho gửi, cảm ơn anh. Rồi, 6 tô của bố đây, hủ viên hết. Bố mua ở chỗ đâu vậy? Trai vậy? Em mà góc quay bên kia mình đúng không được các bạn. Lớp tôi đang làm các bạn. Dạ. Là đúng chỉ được góc bên này. Trái thì bởi nhau mình qua. Vậy hả? Kỳ quá. Nó mới thấy quanh đang đổ hủ tiếu da chứ bộ. Ở đây 5 tô của ai đó? 6 tô của bố, 5 tô của chung, tô của kia. Mình gần đây không chịu anh? Đây chị cho mẹ em mèo. Dạ. Để lên cõi ha, khỏe ha. Ở đây mới được, có đứng ở đây. Dạ. Ở đâu đâu được, đây đây đâu em. Dạ. À, chị Quanh là khổ địa ở đây các bạn. Thì bán hơn 20 năm thì coi thiên nhiên gốc cây này, coi khổ địa tại gốc cây này đi. Rồi, rồi, tới em liền, tới em liền. Với bò viên con ơi. Bán tại chỗ vừa bán online rồi vừa bán cho app. Tại. À, giờ app thì chúng ta bán cho những người quen bắt đầu tự làm app rồi. Rồi. Bò viên nha, giá sống. Em bò viên giá sống nha. Không mà bán rồi chưa 6 con chưa xong. Bỏ thêm mấy bịch này vô nha. Ờ. Mấy cô lại phụ rồi. Cho. Ừ, cho thêm chén bò viên. Có gừng không? Gừng nè. Này ít bánh nè. Các mì với nhau anh. Rồi. Ở này mì bò kho. Học sinh 4 hủ tiếu á anh, 4 ba chén tương, 1 chén muối nè anh.
cho học sinh trước, học sinh trước đây trước cho nó tuôn trước, cho học sinh trước rồi nó ăn vô học. Quan đợi em tiếng em làm bán đi, bán đi, bán đi tiếp rồi rồi rồi. Dạ đang làm cho con nè, chuẩn bị làm. Tới rồi nè. Mẹ mày ngồi ở chỗ thì quên hoài. Quên luôn à. Em thấy nãy giờ ngồi lâu rồi. Đúng rồi, nó ngồi lâu rồi. Rồi làm liền rồi. Có ai đây nè? Hai người áo thẳng vậy. Cho cô cho. Con lấy nước chấm đi con, với lại con muỗng đuổi giùm cô đi. Hai cái viên về đó nha. Chồng nó chuyện đây rồi. Đau quá nhỉ. Giận luôn. Áo xanh đợi em xíu nha. Hai cái nó muốn đổ luôn. Không khỏi đâu kêu kìa. À, em gái vô ngồi xong rồi chị quanh quên cái em gái đợi lâu quá, em gái kêu mang về luôn, các bạn xem ăn tại chỗ luôn. Giận rồi thôi chị quanh bù lại thêm cho ta miếng nha. Ở đây bù hoài luôn á. Vậy chỗ bù tụi nó mới thương đó, yeah. Muốn ăn đó. Cái gì anh? Cho một chén bò viên không ăn cho. Dạ biết rồi. Đó chỉ ốc xanh à. Đi hỏi bò viên đi. Đợi xíu có liền luôn, để với hai tô này có liền. Tương có xài đấy trước đi, ở đây còn ngon kìa. Có chứ chị bà con đi quanh luôn. Rồi cho bốn học sinh đi cô Oanh, cho học sinh nó ăn vừa học. Cô Oanh cho muỗng đũa chén muối giùm em đi cô Oanh. Cười quá anh chị à. Hai con này gì có vậy? Bà con của anh. Nhé, bước qua đi con. Anh cho chị bì bà con. Chị ơi, chị có thường ăn ở đây không? À, chị cảm thấy cái hương vị của chị chú anh làm như thế nào? Thôi đừng có quay. Lại có sao nói vậy thôi. Hai chị mắc cỡ các bạn. Bà bán ngon lắm. Dạ cảm ơn chị. Này, em mày vào kho cho cô Thủy này với bốn tô tiếp sân này. Bà bán là khỏi xe rồi, nó bán ở đây ta sắp sửa nghỉ hưu rồi đó mà bà còn bán đó. Dạ. Thủy nào vào kho. Thủy qua lấy em đi Thủy. Tiếng vào kho hay là gì? Nghe bà gì? Rất là tiện cái bên trường các bạn. Cô con này xong cái cưng học sinh ba cái viên cái bọc kho là được. Học sinh lấy muỗng đũa chưa con? Chưa, chưa có gì hết. Cho bốn người muỗng đũa luôn đi. Bốn đầy đủ bốn cái muỗng. Mấy con nó xong
Con ghi giùm cô với cuốn sổ này đi nha. Cô không nhớ là cái chắc rồi đó. Ăn lại ghi vô sổ rồi các bạn. Ghi sổ là ghi theo thứ tự, ghi ghi món chứ không phải là ký sổ nha. Trời. Quà ăn gì trụng đi chứ quà. Thôi đùa bán cái này. Đợi em chút nha. Đây, khổ một kho luôn. Dạ cô đợi con chút nha, hai hũ trước bà Duyên kho. Lượm chén bà Duyên qua vậy lượm ơi. Đây chị Oanh đang bán ở góc ngã tư này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Trường bên đó là trường kỹ thuật Cao Thắng này các bạn. Còn bên đây là nguyên cái cây xanh luôn, rất là mát luôn các bạn. Còn đường này là đường Vĩnh Phúc sáng nè. Trường Nguyễn Thái Bình quận nhất các bạn. Chị Oanh bán từ lúc 10 giờ tới 3-4 giờ sáng, hết sớm nghỉ sớm các bạn. Các bạn muốn không có bị đợi lâu thì các bạn nên ra sớm chút xíu, tới tầm khoảng 11 giờ rưỡi, 12 giờ lúc đó rất là đông các bạn. Bán tấp nập mà bán không kịp luôn đó các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi cảm ơn các bạn.